Rồi sốc chuyên đạn trì súng hơi xin chào tất cả mọi người đam mê kẹo trì PCB trên mọi miền tổ quốc nhá. Hôm nay em lên sóng cho mọi người về đạn trì giá rẻ bên nhà em. Các bác có nhu cầu về kẹo thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0825671805 kèm Zalo hỗ trợ tư vấn đặt mua hàng 24/24. Thì hôm nay rất vui thì em sẽ giới thiệu cho mọi người về các dòng đạn trì giá rẻ đảm bảo cho mọi người. Đó. Hàng quay video nào gửi cho mọi người như thế là mọi người cứ yên tâm đặt mua. Về lưu ý giúp em là hàng bên em không kiểm, không xem hàng. Các bác cảm thấy tin tưởng, quý mến thì chốt đơn đặt mua, không thì có thể tham khảo xem và đặt mua chỗ nào đó nhá. Còn bên em là không kiểm, không xem hàng ạ. Về chi tiết các mẫu kẹo, bên em quay video như nào gửi cho mọi người như thế nên mọi người cứ yên tâm được mua. Đầy đủ size từ 4.5 đến 6.40 nhé mọi người nhé. Về dòng đạn chì giá rẻ, giới thiệu luôn về đạn chì giá rẻ cho mọi người thấy. Hàng này là hàng thủ công đóng tay, 350 một ký và đã vào cước vận chuyển rồi. Đây, chất chì để cho mọi người thấy đây, chất kẹo đây. Hàng cũng quá là ok luôn, đối với bác nào bắn đơn giản, không có phức tạp, bắn với cự ly gần thì hàng này quá là ok rồi. Vẫn bao chuẩn cho mọi người 50-60m nhá. Đó, 350 một ký, một cân kẹo ở đó đây. Về hàng chì mềm, thì có hàng chì dây. Hàng này thì mềm, bóp tay thoải mái, có đầy đủ kích cỡ từ 4.5 đến 6.40 hay là hàng váy ngắn, váy dài luôn. Đây là hàng váy dài này mọi người đây. Đối với các bạn chơi áp cao thì hàng này rất là thích hợp nhá. Để chơi áp cao, lướt gió quá là ok luôn. Sâu lông kẹo nhập này, chất lượng chì thì quá là đẹp luôn, sáng bóng mịn. Hàng này chỉ chơi bao xa bao phê nhá, bao chuẩn từ 170 đến 200m. Xuyên phá bao gân, mẫu kẹo chì dây, hàng kẹo đẹp, 450 một ký và bạ bao cước vận chuyển rồi. Đó, em ship từ Bắc vào Nam cho mọi người luôn nhá. Xuyên phá 6.35 nữa này. Giới thiệu sâu qua cho mọi người về hàng Monto. Monto bên em thì đầy đủ kích cỡ từ 4.5 đến 6.40. Hàng váy rất là đẹp luôn. Hàng ưu điểm của hàng này thì rất là dễ dùng, lướt gió rất là tốt nhá mọi người nhá. Giá thì rất là ưu ái, rẻ cho mọi người luôn. Có hàng giá rẻ và hàng cao cấp luôn nhá. Đó, kẹo rất là đẹp ạ. Cao cấp nhất của dòng đạn nấm thì vẫn là FX Album và Cricket. Đây, Cricket đây. Chi tiết về FX Album, bác nào mà đã trải nghiệm qua dòng này rồi thì cho bình luận rất là tốt. Hàng này thì bao chuẩn cho mọi người là 120-150m. Đảm bảo cho mọi người là thế luôn. Chất chì thì xịn, đen bóng, cứng mềm vừa phải, chơi bao xa bao phê nhá. Đó, em hỗ trợ cho mọi người bán nửa ký để cho mọi người trải nghiệm nhiều hơn về dòng FX và Cricket này. Đó, số lượng hàng rất là lớn, các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại và Zalo trên. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của shop.